Miền Bắc đã lập đông được hơn một tuần, nhưng đến ngày hôm nay thì mọi người mới cảm nhận được rõ không khí của mùa đông khi mà không khí lạnh tràn về vào đêm qua. Sáng nay thì phần lớn người dân miền Bắc đã phải khoác lên mình những chiếc áo ấm trước khi ra khỏi nhà. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội vào sáng nay chỉ ở mức là 20,3 độ, đi cùng là những cơn mưa rải rác. May mắn là mưa giảm nhanh sau 7 giờ sáng nên không gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng như những lần trước. Nhiệt độ cao nhất trưa nay ở ngưỡng 23 độ, giảm gần 10 độ so với ngày hôm qua. Do sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm chưa đến 4 độ nên cảm giác lạnh kéo dài cả ngày lẫn đêm. Theo các chuyên gia khí tượng, mưa tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nhanh trong đêm nay và ngày mai. Do đó, hai ngày nghỉ cuối tuần, các hoạt động vui chơi ngoài trời có thể diễn ra thuận lợi. Song người già và trẻ nhỏ vẫn cần chú ý đến trang phục khi ra ngoài trời. Từ chủ nhật thì nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Sáng nay thì do phải trực bản tin sáng cho nên tôi đã phải dậy từ rất sớm và khi bước chân ra ngoài đường thì tôi cũng cảm giác rất rõ mùa đông đã đến rồi. Và bản thân tôi thì sống ở miền Nam, quanh năm ấm áp cho nên là khi mà hưởng không khí lạnh như thế này thì cũng không thích lắm. Còn chị thì sao, chị có thích ở mùa đông hay không ạ, khi mà chị đã sống ở Hà Nội từ rất lâu rồi? Vâng, tôi thì khác, tôi rất thích mùa đông bởi vì mùa đông giúp tôi có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon. Và dường như là những món ăn ngon thì ăn vào mùa đông lại cảm thấy ngon hơn nhiều. Ví dụ như là chúng ta ăn lẩu hay là ăn đồ nướng, ăn ốc nóng hay thậm chỉ đơn giản là nhâm nhi một tách cà phê nóng thôi, mà không chỉ có ăn uống không thôi mà cảm giác được mặc áo ấm hay là được cuộn mình trong chăn ngủ nướng thì cũng cảm thấy rất là thú vị. Vâng, trời lạnh mà được cuộn mình trong chăn ngủ nướng thì ai mà chẳng thích đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi thích nghĩ thì chỉ thích vào cuối tuần thôi, còn nếu trong những ngày bình thường làm việc mà mình lại cuộn mình rồi ngủ rất là trễ như vậy thì sáng dậy ra mở mắt cảm thấy là bây giờ là đã 8-9 giờ rồi, là lại cuống cuồng dậy rồi mặc quần áo rồi tóc tai thì bồm xồm, mặt mũi thì không trang điểm và đi ra ngoài đường thì cảm thấy một ngày của mình thì sẽ rất là tệ, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ nữa. Phải chăng là do mùa đông thì làm chúng ta lười hơn cho nên là sẽ khiến cho mình cảm thấy thích được ngủ dậy muộn hơn, thưa chị Thanh Huyền? Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà thực tế là mùa đông khiến chúng ta cảm giác lười hơn. Cụ thể là giấc ngủ của con người do một hormone trong não kiểm soát theo chu kỳ ngày đêm. Bóng tối làm cho cơ thể sản sinh ra hormone này nhiều hơn, báo hiệu giờ đi ngủ, và ngược lại, ánh sáng làm giảm lượng hormone tiết ra và là chuông báo thức tự nhiên của mỗi chúng ta. Khi mùa đông tới thì sẽ mang theo đặc trưng là thời tiết lạnh lẽo, bầu trời xám xịt, ảm đạm và thiếu ánh nắng. Và chính sự thay đổi này khiến con người bị lệch nhịp sinh học, có xu hướng là ngủ sớm hơn và dậy muộn hơn. Và điều đó đồng nghĩa vào mùa đông thì con người muốn ngủ nhiều hơn so với các mùa khác ở trong năm. Vâng, khi nghe thông tin này thì chắc chắn là nhiều quý vị khán giả sẽ ghi nhớ rồi sau đó giải thích với sếp của mình nếu như chẳng may một ngày mùa đông nào đó đi làm muộn hoặc là đi học muộn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chiêu này thì chỉ phù hợp với lại người dân ở Hà Nội hay là các tỉnh thành miền Bắc, còn ở miền Nam hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không hiệu quả đâu ạ.